gọi tên cha. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi là nhạc sĩ Song Ngọc, xin trân trọng kính chào quý vị. Và rất là ngạnh hôm nay đến California để đến VTD Production để gặp các bạn hữu của chúng tôi, hầu chuyện cùng quý vị hôm nay. Kính thưa quý vị, là nhân dịp đến California thì chúng tôi cũng đem một cái niềm vui đến cho quý vị hôm nay, là chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị một sáng tác mới của chúng tôi trong cái bài thơ của thi sĩ Trạch Hiệp có tên là Gọi Tên Cha. Wow. Chúng tôi đến California và chúng tôi có chuyển cái bản nhạc này đến nhạc sĩ Tuấn Đức cũng như ca sĩ Thanh Trúc để hầu giới thiệu cùng quý vị ca khúc này. Thì đặc biệt trong những ca khúc này là những ca khúc mới sáng tác, là nó rất có ý nghĩa của hiện tình đất nước hiện nay, cũng như là một cái tôn vinh những trang sử oai hùng của Việt Nam chúng ta. Quý vị sẽ được thưởng thức qua những cái dòng thơ rất là trầm hùng của nhạc thi sĩ Trạch Hiệp. Bản nhạc mà gọi tên cha là thế này. Thật sự là tôi với anh Trạch Hiệp là hai người bạn học hồi nhỏ. Thì tôi nghe được cái bài thơ của Trạch Hiệp. Thì cái bài thơ, tôi thấy cái bài thơ đó rất là nhiều ý nghĩa. Cái bản nhạc này nó khác. Là tôn vinh người cha này tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam. Là thí dụ như có những câu rất là dễ thương. Con gọi tên cha, cha là Lê Lợi. Con gọi tên cha, cha là Quang Trung. Con gọi tên cha, ta là Hương Đạo. Thì tức là tôn vinh những cái nhân vật lịch sử của chúng ta. Và cũng nói lên tiêu biểu cho tổ quốc Việt Nam. Rất là ý nghĩa quý vị ạ. Cho em quay qua anh Nguyễn Quỳnh để hỏi vài câu. Anh cảm thấy như thế nào khi mà anh được mời hát cái nhạc phẩm này ạ? Là khi tôi được mời hát bản nhạc này, khi tôi đọc cái bản nhạc này thì tôi thấy là một cái bản nhạc mà tôi cảm thấy tôi là một người con yêu của tổ quốc. Tuy rằng xa quê, cũng như tất cả những người lưu lạc trên quê hương, ai cũng biết rằng tổ quốc phải có những người lập quốc, giữ quốc và những người bảo vệ quốc. Và trong cái tinh thần đó thì cái bản nhạc này trùng với cái ngày mà Father Day của chúng ta. Nó là một cái niềm đau và nó cũng là một cái điểm hân hoan để tôi được ca cái bản nhạc này, nói lên được cái tình của những người con của đất Việt nhìn về quê. Là một cái bản gọi tên cha, gọi tên của một người cha của dân tộc, một người cha của quê hương, đã từng bảo vệ, đã từng xây đắp cái đất nước đó cho chính cá nhân mình và cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nó đi vào trong cái lòng đau của tôi, và từ cái lòng đau đó tôi được diễn tả bằng cái cảm xúc. Trong cái bài thơ đó thì anh thấy thế này, anh rất là cảm động. Hết sức cảm động. Cảm động trong cái thời gian này của chúng ta. Vì có những câu mà một ngày giặc tàu xu quân cướp nước, một ngày cha vung kiếm giữ giang sơn. Mà lịch sử ngàn trang bất khuất, lịch sử oai hùng máu thấm từng trang. Thật ra là Nguyễn Quỳnh đó có nói với anh ở bên Houston là em hát bản nhạc này em khóc. Thì kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi không có dám ở đây để khoe khoang với quý vị đây là một tác phẩm hay là một nhạc phẩm hay. Tuy nhiên đây là tấm lòng của một thi sĩ quân đội của chúng ta đã gửi gắm cùng quý vị một cái tấm lòng yêu nước. Và chúng tôi cũng có cái nhiệm vụ để đem những cái lời thơ đó phổ qua âm nhạc và đồng thời những cái giọng hát ở đây để mời quý vị thưởng thức một bài ca
mà chúng ta rất là cảm động, nhất là trong cái thời gian này. Yeah. Thì tổ quốc là tổ quốc của chúng ta, không phải là tổ quốc của người Việt Nam ở Việt Nam, cũng không phải là tổ quốc của người Việt Nam ở hải ngoại, mà của tất cả những con dân Việt Nam dù bốn phương trời, nhưng quê hương của chúng ta vẫn là quê hương. Yeah. Một ngày cha vung kiếm giữa giang sơn, chúng tôi khi nói tới đây thì chúng tôi cũng cảm động, rất là cảm động. Yeah. Cảm động quê hương chúng ta mong rằng sẽ còn tồn tại mãi mãi với thời gian, dù qua bao nguy khốn, dù qua bao thay đổi thế nào, cũng là quê hương của chúng ta. Yeah. Em cảm ơn Song Ngọc rất nhiều đã chia sẻ những cái nỗi niềm trong thâm tâm của mình đến với tụi em và cũng như là quý khán thính giả. Mong rằng quý vị sẽ hưởng ứng và nghe nhạc phẩm này và truyền bá nhạc phẩm này cho tất cả những người bạn của mình, những người Việt Nam. Tại vì đây là một nhạc phẩm phải nói rất là hay, rất là có ý nghĩa. Kính thưa quý vị, Thanh Trúc phải nói là lúc mà em được nghe anh hát sample thôi, khi anh Song Ngọc gửi qua cho tụi em nghe đó, thì em với anh Vũ Tân Đức vừa đều nói là wow, giọng anh này hợp với lại cái bài này quá. Đây là một cái giọng hát mà hợp với lại cái bản nhạc hợp này bài. Nó hùng mạnh. Yeah, vì yeah, cái giọng hát này là có gõ. Có mỏ. Mỏ này là nhờ anh Song Ngọc truyền đi. Nghĩa là mỏ gia truyền. Và đồng thời đó là cũng do cái sự mà cái bằng nghĩa là công phu, nghĩa là rèn luyện của Vũ Tuấn Đức, nghĩa là không cho ông này đạp chân phải không? Yeah, vâng. Không cho ấy. Và đồng thời em quên một cái là lần này đặc biệt cái bài gọi tên cha. Yeah. Lại được anh Tuấn Đức và Thanh Trúc tìm một người đẹp. Yeah. Đi cùng với lại Nguyễn Quỳnh. Yeah, đó vâng. Là người đẹp. Lâm Tuyết Trang. Lâm Tuyết Trang, còn em thì sao? Chị nghe nói là em chỉ hát nhạc quê hương không thôi, mà kỳ hồi này em hát nhạc tiền chiến. Thì em cảm thấy như thế nào? Dạ em cũng sung quá. Chú với lại chú nói hết rồi thì em không biết. Tại vì em rất là thích cái em thì em hát bolero, nhưng mà cái dòng nhạc này em cũng rất là thích. Và từ lúc được anh Vũ Tấn Đức nói là Trang ơi em hát bài này được không, em nói dạ dạ được, em cố gắng em tập. Dạ tại vì em rất là thích, với lại nó trùng hợp với cái thời điểm hiện giờ đó. Với lại em cũng mong mỏi là em được cộng tác với lại đài của chị đó, nên em rất là hăng say trong cái bài hát này. Cảm ơn em rất nhiều, thì đại diện cho VT Production thì cũng cảm ơn là có tiếng hát của em và tiếng hát của anh Nguyễn Quỳnh. Thật ra là anh rất là quý mến những giọng ca trẻ hoặc là những người thích bước vào cái vườn hoa văn nghệ của anh em chúng ta. Thì anh nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là đóng góp cho nghệ thuật, đóng góp cho cái sinh hoạt Việt Nam hải ngoại, cũng như là cái sinh hoạt văn hóa của Việt Nam. Thì cái sự đóng góp nào cũng quý hết. Thì anh nghĩ là cái bài hát phải có ý nghĩa. Và cái giọng hát thích hợp với ca khúc đó thì sẽ chuyên chở đến cho khán giả cái đứng thượng ngoài thưởng thức. Thành anh nghĩ là anh rất là vui là thứ nhất là có những giọng hát mới, và chúng ta cũng có thể là rất là vui khi cái chương trình VTD này sẽ giới thiệu những giọng hát mới. Đúng. Để cho quý khán thính giả của chúng ta. Em hay Vũ Tuấn Đức hay kể cả anh, trước khi chúng ta có một chút tiếng tâm gì với cái làng tân nhạc thì chúng ta cũng xuất thân từ một người không ai biết. Thì từ không ai biết thì mới đến có người biết và có người quý và có thể về sau là những tiếng tâm nó vang vọng. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Có những bản nhạc nó có duyên. Thí dụ như cái bản nhạc mà anh chưa bao giờ hồi ở Việt Nam đó, chưa bao giờ đưa lên đài phát thanh hát mà nó nổi tiếng vang vọng tới bây giờ, là cái bản nhạc mà Tình Yêu Như Bóng Mây.
Đó thì giống như là cái bài, cái bản nhạc nào nó có duyên là khi mà nó ra rồi một lần hát thôi là tự động là quần chúng thích. Có những bài thí dụ như cái bài mà anh rất là thích, cái người mà đầu tiên anh đưa lên hát cái bài Hà Nội Ngày Tháng Cũ là bạn của anh, là nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức của nhà ta. Thì thưa quý vị, Vũ Tuấn Đức hát rất là hay, tôi thích cái bài cái Hà Nội Ngày Tháng Cũ Vũ Tuấn Đức hát. Đến bây giờ thì Vũ Tuấn Đức cũng nói lâu rồi có những người nào là Sĩ Phú hát, Vũ Khanh hát vân vân, nhưng mà người ta cũng không quên Vũ Tuấn Đức là người mở màn cho cái bài Hà Nội Ngày Tháng Cũ. Thật ra thế này, bây giờ đó là ở đây anh cũng nói để cho quý khán giả biết là cái sự làm việc của Vũ Tuấn Đức rất là kỹ, kỹ lắm, kỹ thật là kỹ. Cái điều đó anh cũng thấy cái điều đó tốt, mà cái điều đó dễ thành công em. Lần sau là em quay anh này thêm nữa, nếu mà anh được khác nữa, quay thêm nữa cho anh. Cái nỗ lực của hai anh chị, tôi nghĩ là sẽ có một sự thành công. Tại vì thành công bằng cái nghị lực, thành công bằng sự kiên nhẫn và làm việc của mình. Thì tôi nghĩ là chắc chắn phải thành công. Không lớn thì cũng đủ để mà cho quý vị cũng là thưởng thức được những cái đặc sắc của chương trình. Rồi, thank you, cảm ơn anh Song Ngọc, cảm ơn anh Nguyễn Quỳnh cũng như là Lâm Tuyết Trang rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và mong rằng là những lời khuyên cũng như những lời chê bai cũng như là những lời khuyến khích của quý vị sẽ làm cho trung tâm VTD Music Production càng ngày càng mạnh hơn, và chúng tôi luôn luôn mong rằng quý vị sẽ giúp chúng tôi bằng cách là nếu quý vị thích những cái chương trình mà chúng tôi đưa đến cho quý vị thì quý vị sẽ share và subscribe cái VTD Music Production YouTube channel. Một lần nữa em cảm ơn anh Song Ngọc rất nhiều. Cảm ơn anh Nguyễn Quỳnh cũng như Lâm Tuyết Trang. Xin mời từng người có đôi lời để từ giã quý khán thính giả. Dạ con trước anh chị. Dạ quý vị ơi, thì thật sự Tuyết Trang cũng ngồi trước ống kính rất là nhiều, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên cho nên hơi bị run. Run là vì sao? Quá cảm động và quá vinh dự được ngồi kế chú tác giả Song Ngọc. Trời ơi, toàn là những bài rất là bất hủ, hay vô cùng. Tuyết Trang mơ những cái bài rất là hay mà nó không biết chừng nào mới có dịp mà để mà gặp được chú. Thì hôm nay là nhờ anh Tuấn Đức và chị Thanh Trúc để mà mới gặp được chú. Trời ơi, con cảm động lắm chú ơi, con được vinh dự được ngồi kế chú nên run quá. Còn chị Thanh Trúc là một người ca sĩ mà em cũng nghĩ là rất là ái mộ từ xưa nay, có khuôn mặt rất là khả ái và hát rất là hay. Rồi anh Vũ Tấn Đức thì khỏi nói luôn rồi, em rất là ái mộ cái tài mà hòa âm của anh, nhất là cái bài Anh Còn Nợ Em. Em nghe cái lúc đầu em nói trời ơi, em phải đi kiếm cái người nào mà viết cái câu này sao hay dữ vậy. Cuối cùng hôm nay em biết là anh Đức, trời ơi không thể tưởng tượng, hay lắm quý vị ơi. Thì em mong rằng Chúa sẽ đổ tràn ơn phúc xuống cho tất cả mọi người chúng ta đây, để mà một ngày một tiến triển cái việc VTD. Rồi mà nhất là anh Đức với lại chị á, nhớ ủng hộ em nha, cho em quay dài dài mà. Thương quá, thank you anh chị nhiều lắm. Vậy là hết rồi đó hả? Không được, là thế này là con nói vậy sao được. Là rồi, partner con hồi nãy con không nhắc tới partner con. Hồi nãy hai người ngồi hát mùi lắm mà. Mùi lắm mà giờ quên hẳn partner luôn. Dạ sorry chú nha. Không, công nhận nha, hồi nãy giờ đó, chú nói hết rồi. Thường thường đó, cục muối người ta hay cắn đôi, phải không? Nhưng mà cục đường người ta nuốt tuốt à. Nhưng mà nhớ thế này nè, Quỳnh nhớ thế này nha. Anh nói rồi, bây giờ đó là quên em hồi nãy giờ. Hồi nãy giờ hai người hát mùi lắm mà bây giờ quên. Bây giờ thế này, bây giờ tới anh ha, bây giờ tới anh. Thì kính thưa quý vị, nhân ở đây chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị, đây là một cái trung tâm mới, đó là VTD Production, do Vũ Tuấn Đức và Thanh Trúc điều hành. Và chúng tôi cũng nhân đây xin cảm ơn Vũ Tuấn Đức với Thanh Trúc đã chọn cái bài mà chúng tôi gửi gắm cùng quý vị, đó là Gọi Tên Cha, để cống hiến cùng quý vị qua hai tiếng hát của Nguyễn Quỳnh và Lâm Tuyết Trang. Vâng, thưa quý vị, thì chúng tôi cũng ước mong là những đóng góp của chúng tôi trong cái giai đoạn hiện tại, nhất là một bản nhạc hùng này, chúng ta cũng nhằm phục vụ cho quê hương của chúng ta, đóng góp một viên gạch nhỏ
để xây dựng những niềm tin, những chúng ta nói lên được những trang sử hào hùng của Việt Nam. Dạ, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức và cho chúng tôi ý kiến, hoặc là chúng ta để trong tương lai nếu mà được chúng ta sẽ xây dựng thêm nữa, đóng góp thêm một vài viên gạch nữa trong những giai đoạn khó khăn này. Dạ vâng, cảm ơn anh Song Ngọc. Xin mời anh Quỳnh. Có lẽ là cái vườn văn hóa của dân tộc và cái nền âm nhạc của Việt Nam cần được quý vị, những nhạc sĩ sáng tiếp tục sáng tác, tiếp tục đóng góp những cái tài năng của quý vị sẵn có trời ban để làm cho cái nền văn hóa cũng như thực cái nền âm nhạc Việt Nam càng ngày càng phong phú. Đừng để một mai nó sẽ mai một đi. Trong cái bản nhạc mà gọi tên cha, tôi được thành thật cảm ơn hai anh chị Vũ Tiến Đức và Thanh Trúc đã đón nhận cái bản nhạc này như là một cái lời mang ơn của chúng tôi, cũng như là một cái lời chúng tôi muốn dàn trải cái tâm tư của những người Việt Nam trong tinh thần yêu nước. Con gọi tên cha, cha là Lê Lợi. Con gọi tên cha.